Kính thưa hội thánh, sáng hôm nay sau những ngày đại lễ kỷ niệm Chúa của chúng ta Giáng sinh, chúng ta bắt đầu qua năm mới 2022. Đây là tuần lễ đầu tiên của tháng Giêng năm 2022. Kính thưa quý tô tớ và con cái của Chúa, thật đúng như dân gian đã từng nói, thời gian như chiếc thoai đưa nó đi đi mãi không chờ đợi ai mới ngày nào đó chúng ta vẫn còn ở trong những ngày tháng quá khó khăn vì cơn đại dịch xảy ra rồi được dễ thở hơn một chút con cái của Chúa bước sang năm 2021 với những tháng cuối chuẩn bị cho đại lễ kỷ niệm Chúa Giáng sinh bây giờ đã qua rồi. Mặc dù cơ đốc giáo của chúng ta, các giáo hội chánh thống thì đã tổ chức lễ Giáng sinh rồi, nhưng chính thống giáo ở tại Liên Xô, ở tại các nước Đông Âu, thì tới ngày 7 tháng Giêng tới đây mới là ngày lễ kỷ niệm Chúa Giáng sinh. Cho nên ban trang trí của Hội Thánh cũng cố gắng để lại những hình ảnh của lễ Giáng sinh cho đến hết tuần này, rồi tuần sau chúng ta trang trí cho và phụng chúa nhân dịp đầu năm mới âm lịch. Chắc chắn là sẽ có những hình ảnh mới trong cái ngày thờ phụng chúa đầu năm âm lịch đó. Sáng hôm nay chúng ta trở lại với cái chủ đề chung của tháng Giêng năm 2022 là tôn cao danh Chúa. Tôn cao danh Chúa. Tôi xin đọc lại câu 11 của bản truyền thống của chúng ta. Tôn cao danh Chúa. Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện Chúa được tôn cao hơn các tầng trời. Nguyện sự vinh hiển Chúa trội cao hơn cả trái đất. Nếu chúng ta nhìn vào những câu đầu tiên của Thi Thiên 57, Hoàng đế David ở trong một hoàn cảnh hết sức là khốn cùng. Vì sự săn đuổi của Hoàng đế Sao Lơ. Nhưng rồi ông có một lòng tin cậy nơi Chúa vì Ngài hiện diện cầm quyền trong quyền tể trị của chính Ngài. Cho nên cuối cùng thì chúng ta lại thấy đệ tớ của Chúa đã cảm tạ Ngài. Trong câu thứ 5 rồi ở đây cả câu thứ 11 nữa. Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện Chúa được tôn cao hơn các tầng trời, nguyện sự vinh hiển Chúa trỗi cao hơn cả trái đất. Nguyện sinh thánh linh của Chúa vận hành bởi năng quyền của Ngài, chúng ta cũng có những lúc giống như hoàng để David, lúc đó ông chưa có xưng vương nhưng mà đã trải qua những tháng ngày mà sau lơ săn đuổi và cuối cùng thì ông đã tôn cao danh của Chúa như câu 11 mà chúng ta đã vừa đọc qua. Điều thứ nhất chúng ta học sáng hôm nay đó là tôn cao danh của Chúa trong mọi cảnh ngộ. Tôn cao danh của Chúa trong mọi cảnh ngộ Hay chúng ta có thể nói là tôn cao danh của Chúa trong nghịch cảnh Thi Thiên 57 câu thứ tư Lời Kinh Thánh như sau Linh hồn con ở giữa các sư tử Con nằm giữa những kẻ thổi ra lửa Tức là các con loài người có răng giống như giáo và tên Và kinh thánh truyền thống hiệu đính Linh hồn con ở giữa các sư tử Nằm giữa bầy thú ăn thịt người Thưa con dân của Chúa Đây là thời kỳ trị vì của Hoàng đế Sao Lơ vào năm 1011 Tôi căn cứ vào bản kinh thánh Kinh Gem như tôi có lần nói với con cái của Chúa Mặc dầu có nhiều bản kinh thánh Anh ngữ Có những niên đại khác nhưng tôi vẫn trung thành với bản King James năm 1611 đó Và thường tôi giảng dạy tôi hay trưng dẫn ở tại đó Năm 1011 Hoàng đế Sauler Lơ càng ngày càng trở nên gian ác và hung bạo Tìm đủ mọi cách hết Để sát hại David Mà David là ai? Chính năm về trước David đã là một vị anh hùng đại thắng Goliath của người Philippines. Trong Samuel nhất chương 17 câu 45 đến câu 47. Giang sơn Israel còn tồn tại cho đến giờ phút này mà sau lơ cai trị. Đó là nhờ cánh tay quyền năng của Jehovah, Đức Chúa Trời của David đã phù hộ đấy. Nếu không bởi Ngài sao lơ không còn ở trên ngôi của mình nữa và đồng thời tuyển dân của Chúa sẽ trở thành nô lệ cho người philippines mà thôi nhưng mà sao lơ không nhìn điều đó nhãn quan của sao lơ không thấy được điều đó chỉ thấy một điều là bây giờ tôi phải làm tìm cách giết cho được cái cậu bé mà ngày xưa đã từng đắc thắng goliath đó mặc dầu đã trải qua chín năm, năm rồi khi tôi xem lại các tư liệu mà các đầy tớ của Chúa đã từng giảng dạy Thì tôi thấy các tổ tớ của Chúa đã đưa lên cái hình ảnh của Sao Lơ Và hình ảnh của David như sau Nếu bạn gieo dối trá bạn sẽ gặp nghi ngờ Nếu bạn gieo ích kỷ bạn sẽ gặp cô đơn Nếu bạn gieo kiêu hãnh bạn sẽ gặp quỷ diệt Nếu bạn gieo đố kỵ bạn sẽ gặp phiền lo Đó là cái chân dung Là cái hình ảnh của chính Sao lơ Và các tôi tớ của Chúa Các nhà giải nghĩa Kinh Thánh đã cố gắng Lật từng trang Kinh Thánh Để thấy cái tâm tánh Và cái hành động của chính Sao lơ như vậy Nhưng riêng về David thì sao Nếu bạn gieo thành thật Bạn sẽ gặt lòng tin Nếu bạn gieo lòng tốt Bạn sẽ gặt thân thiện nếu bạn gieo khiêm tốn bạn sẽ gặt cao thượng nếu bạn gieo kiên nhẫn bạn sẽ gặp chiến thắng hình ảnh của sao lơ và của david trái ngược nhau hoàn toàn trong lần này ông đang chạy trốn sao lơ trong thi thiên năm mươi bảy trong cái bối cảnh của nó đây linh hồn con ở giữa các sư tử nằm giữa bầy thú ăn thịt người thì sư tử ở đây không có nghĩa là con sư tử một động vật sống trong rừng nhưng mà đây là những con người thù nghịch của hoàng đế sao lơ đã và đang tìm cách để săn đuổi và sát hại cho bằng được cái chàng thanh niên trẻ david đó thưa con dân của chúa giữa lúc kinh hại giữa lúc run sợ hãi hùng như vậy david vẫn thấy chúa ở trong hoàn cảnh cơ cực của chính mình. Nếu chúng ta nhìn lại trong trọn cả năm qua 2021, tôi mở lại quyển sổ cầu nguyện mỗi buổi sáng, buổi sáng và tôi thường cầu nguyện với con cái của Chúa qua Zoom đó. Thì tôi thấy rất nhiều, rất nhiều điều mà con cái của Chúa Tạ ơn có nhưng mà khẩn xin với Chúa nhiều lắm Các con cái của Chúa sống trong phập phòng Trong lo sợ Bệnh tật kề cận một bên Hết tôi tớ của Chúa đến con cái của Chúa Hết hội thánh nhà đến hội thánh bạn Và tôi xem lại Bùng phát mạnh mẽ từ ngày 16 tháng 8 Đến 31 tháng 8 năm 2021 rồi bùng phát tiếp theo là 15 tháng 10 đến 20 tháng 11 2021 Đó là những thời điểm mà tôi ghi cái trang để tôi ghi danh sách tên của các đầy tớ Chúa Và con cái của Chúa mà gia đình và hội thánh của Chúa dự phần cầu nguyện Và có thể nói rằng giống như Hoàng đế David đã nói rằng Con nằm ngủ giữa lúc linh hồn con kinh hại, rung sợ Và Bản kinh thánh của người công giáo dịch là hải hùng của tổng giám mục bùi văn độc ông dịch trong cái chỗ đó là hải hùng Chứ tưởng rằng dầu cho chúng ta tin cậy chúa đến đâu đi nữa thì thưa con cái của chúa trong một hoàn cảnh như vậy trong cái cảnh ngộ như vậy chúng ta có tôn cao danh chúa của chúng ta được không tôi mở lại những bài học lịch sử của tuyển dân để thấy Tấm gương của đầy tớ của Chúa đó là lãnh tụ môi Xe Đang khi ông dẫn dắt dân sự của Chúa rời khỏi nhà nô lệ Ai Cập và năm 1450 trước Chúa trên 2 triệu người. 600 mấy người nam cộng với những người vợ của những người nam cộng với con của họ thì không có dưới 2 triệu người, cộng với dân tộc ngoại bang đi theo nữa thì các cái tài liệu học Kinh Thánh nói rằng Ít nhất cũng là 2 triệu rưỡi con người Do môi xe lãnh đạo Để rời vùng đất Gô Sen Và đi như vậy Và họ đã đối diện Với núi cao hai bên Đối diện với biển đỏ trước mặt Đối diện với đạo quân của Pharaon Ở bên sau Trong hoàn cảnh như vậy Thì Đức Chúa Trời đã bảo Với lãnh tụ của Ngài Hãy cứ dẫn dắt dân sự của Chúa đi Người ta sẽ làm cho người thấy những việc lớn mà Chúa sẽ làm trên dân sự của Đức Chúa Trời Trong suốt chương 14 câu thứ 13 Chớ sợ chi hãy ở đó Rồi ngày nay xem sự giải cứu mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ làm cho các ngươi Nếu chúng ta muốn biết dân sự của Chúa vào lúc bấy giờ bao nhiêu Thì xuất ở dịp tô ký chương 38 câu 26 Dân số ký chương 11 câu 4 Cho chúng ta hai con số đó để cộng lại là Trên 2 triệu người Nhưng tại sao Moses được Tôn cao danh của Chúa Để dân sự của Chúa học đòi Để tấm gương con người như vậy Vì Hebera chương 11 câu 27 chép rằng Bởi đức tin người lìa xứ Egypto Không sợ vua giận Vì người đứng vững như thấy đấng Không thấy được Môi xe thấy đấng không thấy được David cũng thấy Chúa của mình Đang khi chạy trốn sao lơ như vậy Và ông đã tôn cao danh của Chúa Giữa lúc linh hồn của ông Đối diện với nghịch cảnh Đối với sự sợ hãi Trong trọn cả năm qua Cụ thể nhất là 10 tháng qua Còn cái của Chúa Rất nhiều gia đình Rất nhiều anh chị em đối diện với sự kinh hãi run sợ hãi hùng nhưng chúng ta có cảm ơn chúa để tôn cao danh của ngài không Vài hôm thì tôi thấy trong tin nhắn Cảm ơn ông bà một sư quản nhiệm Phụ tá quản nhiệm Ban cầu nguyện đã cầu nguyện Gia đình của con, gia đình của tôi Đã được Chúa thương giải cứu rồi Trong lúc đó thì tôi thống kê lại Như ban y tế xã hội của Hội Thánh Của Chúa đã thống kê Trên 340 con cái của Chúa Bị nhiễm virus Lúc đó trong sổ của chúng tôi Đã là 309 à, uh, Xin lỗi 9 con cái của Chúa đã về an nghỉ trong nước của Chúa Trong Hội Thánh Sài Gòn của chúng ta Đứng hàng thứ năm ở trên các hội thánh của Chúa trong thành phố này Dẫu vậy thì tiếng ngợi khen Chúa Ca ngợi Chúa tôn cao danh của Chúa Vẫn có Thế thì tôi cố gắng Để tìm một bài hát Để có thể cảm tạ Chúa Tôn cao danh của Ngài Nói lên tấm lòng giống như Hoàng đế David Đã nói ở đây trong thi tiên 57 Từ câu 7 đến câu thứ 11 Ở đây Thì tôi tìm được bài hát Và sáng hôm nay Tôi muốn cùng hội thánh của Chúa hát xen vào trong giữa bài giảng mà tôi chia sẻ. Bài thánh ca số 47 Chúa giấu tôi. Và con cái của Chúa mở ra và xin ban âm nhạc giúp cho để chúng ta có thể ca ngợi Chúa bài Chúa giấu tôi. David cũng đã được Chúa giấu khỏi sự săn đuổi của hoàng đế Saul. Bệnh tật cũng đã săn đuổi chúng ta. Đây là cách mà Satan sử dụng cơn đại dịch này để rèn thử để gây hoạn nạn đau thương cho con cái của Chúa khắp trên hoàng vũ và trong đó có hội thánh của Chúa ngày nay. Xin mời con cái của Chúa mở ra bài thánh ca 47 Chúa giấu tôi để chúng ta hát ngợi khen Chúa. Từng lời của bài hát đó như là cái thông điệp mà tôi gửi đến cho con cái của Chúa sáng nay. giữa dòng tô son bên kia bố dồn vậy gian đơ mưa quý gió ôn chính tôi kiếm ngài được nơi nấp hồn tại trong cánh tin phù đạo tô ngài che kín tôi ngài che kín hai Thật yên ốm không qua lại chuyến lại Ngài che kín tôi, thật che thái thái Ở trong bóng canh đinh nàng à Nguyện theo ý chúa, dẫu gặp khổ nàng Càng ruột tôi, mong đến thiên đàng ngài yêu the luyện hầu cao tôi vàng nào đâu phải cần dần ngài chờ ngài che kín tôi ngài che kín thay họ kín đốn không qua lại chuyến lại che kín tôi ở an thái thay ở trong bóng cánh linh nặng ngài hai câu còn lại con cái của chúa sẽ trở về nhà chúng ta mở ra và hát ngời khen chúa tiếp tục tôn cao danh của chúa giữa lúc linh hồn con kinh hãi giữa lúc cảnh hồ có quá khó khăn con tôn cao danh chúa vì biết rằng chúa đã đang cầm quyền trên vũ trụ này đây là phần thứ hai Chúng ta cùng học sáng mai hôm nay Chúa đã đang cầm quyền trên vũ trụ này Thì thiên 57 câu 7 và câu thứ 11 Thì thiên 57 câu 7 và câu thứ 11 Câu 57 Hỡi Đức Chúa Trời Lòng con vững chắc Lòng con vững chắc Con sẽ hát Phải Con sẽ hát ngợi khen Hỡi Đức Chúa Trời Nguyên Chúa được tôn cao hơn các tầng trời dầu david phải chạy trốn sự bất hại của Saul Xong david biết chắc đức chúa trời đang tể trị trên cả hoàng vũ này dầu bên cạnh con là những người nghèo khổ dầu bên cạnh con là những người trong hoàn cảnh bất hạnh đó nhưng thưa chúa của con con biết chúa đang cầm quyền trên cả vũ trụ này cho nên trong cơ cực như vậy con vẫn phải tôn cao danh của Ngài David đã nêu gương cho mỗi chúng ta Về sự tin cậy Sự quan phòng của Chúa như thế Thế thì chúng ta như thế nào Có tôn cao danh của Chúa Và biết rằng Ngài đang cầm quyền Trên vũ trụ này không Lật từng trang kinh thánh Chúng ta lại thấy Trong lúc tuyển dân của Chúa Bị lưu đài qua Babylon có ba chàng trai trẻ đó là Sadarak, Mesak, Abednego bị bắt làm nô lệ làm phu tù đưa về Babylon và tại nơi đó ba chàng trai trẻ này bị thử nghiệm bắt buộc phải thờ lại tượng thần của vua đã dựng nên và các nhà khảo cổ cho biết rằng Thân thể thì không phải là thân thể của Nebuchadnezzar Nhưng mà đầu bằng vàng đó là cái chân dung của Nebuchadnezzar Nghĩa là bắt buộc thờ lại vua Trong Daniel chương thứ 3 câu thứ 16 Hỏi vua hãy biết rằng chúng tôi không thờ lại phó tượng của vua Chúng tôi biết rằng có một đấng cầm quyền trên cả vũ trụ này dầu chúng tôi bị lưu đài qua đất nước của vua này nhưng đó chính là Jehovah đi Chúa Trời của tôi Daniel chương 3 câu thứ 16 Thưa con cái của Chúa Đó là tấm gương mà chúng ta thấy Biết Chúa đã và đang cầm quyền trên cả vũ trụ này Sau khi chúng ta đã đọc thi thiên 57 của Hoàng đế David Khi chúng ta đối chiếu và đọc Daniel chương 3 câu thứ 16 và Thưa con cái của Chúa không phải chỉ có ở trong david ở trong daniel và các bạn của daniel mà chúng ta cũng thấy ngay trong các thế hệ mà vì sao này mở lời của chúa ra để đọc trong khối cơ đốc giáo dục một có chuyện ghi lại một giáo sư trường chúa nhật ở tây phương không tin có phép lạ không tin có phép lạ việc gì thực tế mà cô lại là giáo viên trường chúa nhật chứ không làm gì có phép lạ các em à, chẳng hạn như dân Do Thái vượt qua Biển Đỏ nhưng mà họ có vượt qua đâu, chỗ đó chỉ có mấy tấc nước mà thôi. Đó là cái cô cơ đốc giáo dục đó, các cô cơ đốc giáo dục đó không có trong Hội Thánh Sài Gòn của chúng ta hoặc trong thành phố này đâu, phải không? Bởi vì chúng ta xem, ở trong xuất chương 14 câu 22, nước làm thành một tấm vách ngăn bên hữu và bên tả qua ngồi bút của môi xe ông cho biết rằng nước của hồng hải đó đã ngăn lại đã tách ra làm đôi bên hữu và bên tả như một tấm vách ngăn như vậy để dân sự của chúa đi qua nhưng mà đối với cái cô giáo đó thì cô nó nói rằng làm gì mà có việc chúa đem dân sự qua biển đỏ như vậy Chỗ đó chỉ có mấy tấc nước mà thôi Cái vùng biển toàn là sậy thôi Có mấy tấc nước à Nhưng một học viên của trường Chúa nhật Lớn tiếng đứng lên và nói rằng Thưa cô Con cảm ơn Chúa Thật là một phép lạ lớn lao Cô giáo hỏi rằng Tôi đã nói với em rồi không phải phép lạ Nhưng mà tại sao em nói đó là phép lạ Em đã nói rằng Thật phép lạ lớn lao vì nước biển có mấy tấc mà thôi Mà Chúa nhận chìm cả đạo quân Ai cập ở trong mấy tấc nước đó Chúng ta thấy Cái đức tin của một học viên trường Chúa Nhật như vậy Để chỉnh lại cái sự sai trật Của một giáo viên trường Chúa Nhật Mặc dầu đã học qua ngành cái đốc giáo dục Nhưng mà không tin phép lạ Không tin rằng Chúa toàn quyền đến cả vũ trụ này Chỉ suy nghĩ bằng cái trí của mình mà thôi và làm cho đức tin của em này em khác bị mài mòn nhưng một em đã có đức tin Đời Chúa đã trả lời như thế thưa con cái của Chúa như tôi đã nói hội thánh Chúa tại miền Bắc Việt Nam của chúng ta miền Nam Việt Nam của chúng ta đã khẩn thiết cầu nguyện với Chúa từ chủ nhật 18 tháng 6 năm 2021 kéo dài đến 19 tháng 11 năm 2021 nếu chúng ta nghe lại các bài giảng của các tôi tớ của Chúa Chúng ta sẽ thấy các cái thời điểm đó hội thánh của Chúa được kêu gọi cầu nguyện nhiều lắm Nhưng bên cạnh đó thì cũng có những con cái của Chúa yếu đức tin Thật có Chúa hay là không? Thật có Chúa hay là không? Tại sao từ Chủ nhật 18 tháng 6 năm 2021 kéo dài đến 19 tháng 11 Tức là cái ngày mà Đất nước của chúng ta có một cái buổi lễ là tưởng niệm những người đã mất và cầu nguyện cho người mất đó thì Tối hôm đó thì ban trị sự nhóm lại Chúng tôi có thì giờ đó cho nên chúng tôi cũng không có quên Cái thì giờ mà cả thành phố của chúng ta tắt đèn Rồi lại cầu nguyện cho những người đã chết trong dịch Covid đó Nhưng bên cạnh những con cái của Chúa yêu kính Ngài vẫn còn có những con cái của Chúa yêu mến Ngài Qua những lời làm chứng trên fanpage, trên facebook của Hội Thánh của Chúa Con cái của Chúa xem lại lời làm chứng của bạn Trần Quý Hải Xem lại làm chứng của cháu Yến Oanh Thì chúng ta là thấy và trả lời cho câu hỏi Có Chúa hay là không? Cảm ơn Chúa có cách này cách khác để chúng ta bày tỏ Chúa của chúng ta ra Mặc dù trong thời gian đó hơn 1 triệu 400 ngàn người bị nhiễm Covid trên đất nước Việt Nam của chúng ta 28 ngàn người tử vong Trong đó thành phố Hồ Chí Minh có 17 ngàn người 17 ngàn người trong số 28 ngàn người đó Và có đến 2.600 cô nhi bị mất cả ông bà, cả cha, cả mẹ Trong thời gian mà tôi vừa nhắc cho con cái của Chúa đó Thế thì có Chúa cầm quyền trên cả vũ trụ này không? Tôi xin nhắc lại Việc của Chúa làm một cách diệu kỳ Để xác nhận cho chân lý Chúa đã đang cầm quyền trên vũ trụ này Trong tấm gương của David Trong tấm gương của các bạn Daniel Trong hội thánh của Chúa nơi này Nơi khác trong đó có hội thánh Việt Nam của chúng ta Lần rồi người ta ôn lại một cái sự kiện rất là đáng nhớ về việc nữ thủ tướng của nước Đức. Có cái của chú có nhớ nữ thủ tướng của nước Đức tên là gì không bà nhiệm kỳ à dạ. Suốt bốn nhiệm kỳ đã qua đó. Chú làm những việc mà khi chúng ta nhìn lại chúng ta không có không có ngờ đâu. Vì Đức tường bá linh đã xây dựng ngày 12 tháng 8 năm 61. Cao 3,6m, dài 166km, 116 vọng canh Châu nó dài, nó rồng, nó kiên cố như vậy Nhưng nó chỉ tồn tại 27 năm Và đã bị phá tan tành ngày 10 tháng 11 năm 88 Rồi từ đó dân Đông Đức qua Tây Đức, Tây Đức giao lưu với Đông Đức Cuối cùng có một vị nữ Thủ tướng và người ta cũng chứng minh ra đức tin của bà rất là mạnh. Xem lại những sự kiện của năm 2021 để thấy bà rất yêu mến Chúa. Và vì cớ đó, chúng mới cho bà tồn tại bốn nhiệm kỳ như vậy. Từ năm 2005 đến 2021 này. Gọi là người nữ quyền lực trên thế giới đó. Thôi thì tôi giấu tên lại Để cho con gái của chúa cố gắng Động não một chút đi Đấy. Chúa quan phòng sự kiện này Để ngày phấn hưng hội thánh của Ngài Tại các quốc gia mà trước kia đó Nó chỉ có cái màn Nó chỉ có cái mạc Là cơ đốc giáo thôi Rồi kể từ năm 1988 Sau khi bức tường Bá Linh Bị đổ xuống đó Thì chúng ta thấy sự phấn hưng phúc âm của chúa được đến ở tại rumani ở tại ukraine ở tại liên xô ở tại phần lan và nhiều quốc gia nữa để chứng minh rằng chúa đã và đang cầm quyền trên vũ trụ này có nhiều khi chúng ta lại cảm thấy rằng chúa ơi sao con thấy mọi sự như là tối tăm quá như vậy chắc khổ quá chắc chết quá đó là cái suy nghĩ của mình cái không phải là sự điều động vận hành của chính Chúa của chúng ta. Cái con dân của Chúa. và thứ hai chúng ta học hôm nay đó là sự vinh hiển của Chúa trỗi cao hơn cả trái đất. Sự vinh hiển của Chúa trỗi cao hơn cả trái đất trong sự tôn cao danh của Ngài đó. Và hoàng đế David đã nức lòng tôn cao Chúa trong câu số 11 và chúng ta cũng được dẫn chứng qua thi thiên thứ 8 câu 1 câu 9 thi thiên 19 câu thứ nhất vân vân. Tôi xin được trưng dẫn ra đây để con cái của Chúa thấy David đức lòng tôn cao Chúa của mình. Thi thiên thứ 8 câu thứ nhất. Đức Giê-hô-va là Chúa chúng con, Danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biệt bào Sự quay nghi của Chúa hiện ra trên các tầng trời Đó là chương 8 câu 1 Chương 8 câu thứ 3 Khi tôi nhìn xem các tầng trời là công việc của ngón tay Chúa Mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã đặt Để Câu thứ 9 Hỡi Đức Sư Hô là Chúa của chúng con Danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao Và Chương 19 câu thứ nhất mà chúng ta đã từng đọc qua Các tầng trời giao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời Bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm Ngài này giảng cho Ngài kia Vân vân Trong phần B Đêm này tỏ sự tri thức cho đêm nọ Vâng, vâng David là người đã nức lòng côn cao danh của Chúa và chúng ta nhớ đến lời của Chúa qua tiên tri Esai chương 42 câu thứ 8 Ta là Đức va ấy danh ta Ta chẳng nhường sự vinh hiển Ta trong đấng nào khác cũng không nhường vinh hiển sự tôn trọng Ta cho những tượng chạm vinh hiển chỉ đáng thuộc về Chúa thôi Hoàng đế David đã ca ngợi trong thi thiên 57 câu 11 Ông cũng đã ca ngợi Chúa trong thi thiên 8 câu 1 câu 9 Chương 19 câu thứ nhất Và Tiên tri Esai xác nhận lại Ở trong Ê-sai 42 câu thứ 8 Ta Đức Sư Hô Va ấy là danh ta Ta chẳng nhường sự vinh hiển ta cho một đấng nào khác Cũng không nhường sự tôn trọng ta Cho những tượng chạm Những tưởng tôi có nhắc lại cho con cái của Chúa nhiều lần Nhưng sáng hôm nay chúng ta cần nhắc lại Nếu có những tân tín hữu, nếu có những thân hữu Hoặc những con cái của Chúa lâu lắm rồi không có đi đến được nhà của Chúa Sáng hôm nay cùng nhớ lại Isaac Newton là một con cái của Chúa Một nhà khoa học rất là yêu kính Ngài Hãy xem lại trong tác phẩm Tiết lý khoa học và Điềm tin thượng đế nhà xuất bản tin lành của chúng ta đã xuất bản năm 1972 Isaac Newton là một nhà toán học là một người nổi danh trong lĩnh vực khoa học khám phá ra định luật vũ trụ hấp dẫn lực ông lộc người bạn theo chủ ông có một người bạn theo chủ nghĩa vô thần không tin có đức chúa trời và một ngày hai người đàm luận với nhau những vấn đề của khoa học triết lý nhân sinh và vì là người có niềm tin newton tìm dịp để nói cho bạn mình biết về chúa đấng đáng được tôn cao đáng được thờ phượng cho nên newton cho người đã giúp đỡ cho mình vẽ kiểu và nhờ công việc của kỹ thuật viên đó tạo một mô hình thái dương thu hẹp rồi đặt trong văn phòng của ông và khi người bạn đến nhìn thấy mô hình đó Bàn trăm cá ngợi ai đã làm ra mô hình thái dương hệ như vậy chắc chắn chúng ta biết thái dương hệ gồm có thủy tinh kim tinh địa cầu quả tinh mộc tinh thổ tinh thiên vương tinh hải vương tinh diêm vương tinh đó là chính cái hành tinh trong hệ thống thái dương đó ai đã làm ra mô hình này vậy anh newton newton yên lặng và không trả lời và chỉ trả lời sau đó ít lâu không có ai làm ra cả nó tự nhiên mà có đó bạn à. Thì bạn lấy làm lạ về câu trả lời của Newton. Đoạn ông đi qua đi lại xem xét từng cái cấu trúc của mô hình đó rồi trở lại hỏi Newton, "Mô hình này thật là tuyệt, tôi muốn biết ai đã là người chế tạo ra nó?" Newton trả lời, "Tự nhiên mà có bạn ạ." À. Bây giờ trong cái cơn giận vì cớ Không có được sự trả lời thỏa đáng đó Bạn ơi Tôi là người có cái tri thức giống như bạn Bạn không thể trả lời là nó tự nhiên mà có được Newton trả lời Bạn ơi Đây chỉ là một mô hình thái dương hệ Mà bạn không chịu nhận là có ai làm nên được Nhưng Tại sao thái dương hệ thật mà chúng ta đang sống Vô cùng lớn lao Kỳ diệu Cả trăm ngàn lần thế mà bạn nói rằng không có ai tạo dựng nên nó hết về hả bạn? Câu trả lời của Newton đó khiến cho người bạn của mình suy nghĩ và sau này người bạn vô thần này đã trở lại đầu phục Đức Chúa Trời. Trong năm mới 2022 này, chúng ta có bằng lòng tôn cao danh của Chúa qua đời sống của mình không? Tôn canh tôn cao danh Chúa qua tiếng hát trong sự đời sống theo Chúa của mình được không? Và đồng thời tôn cao danh Chúa, tôn thờ Ngài để Chúa làm chủ cuộc đời của chúng ta không? Điều cuối cùng tôi chia sẻ cho hội thánh của Chúa sáng nay đó là chúng ta phải là những cái đốc nhân thực nghiệm sự tôn cao danh của Ngài. Thực nghiệm sự tôn cao danh của Ngài. Hoàng đế David đã cai trị từ năm 1010 cho đến năm 970 trước Chúa 40 năm. Trong khi cai trị dân sự của Đức Chúa Trời như vậy, mặc dầu tại Hebron 7 năm, tại Jerusalem 33 năm, nhưng đúc kết lại trong thi thiên 29 câu 1 và câu 2. Tôi xin mời con cái của Chúa mở ra thi thiên 29 câu 1 và câu 2. Chúng ta đọc hai câu thánh kinh này. Mong rằng ai nấy trong chúng ta là những con người Từng trải thực nghiệm sự tôn cao danh của Chúa Qua cuộc đời của chúng ta Thì tiên 29 câu 1 và câu 2 <laughs> Xin mời chúng ta cùng đọc Hỡi các con của Đức Chúa Trời Hãy tôn Đức giê hô va vinh hiển và quyền năng Xứng đáng cho danh Ngài Hãy mặc trang sức thánh mà thờ lại Đức giê hô va mặc trang sức thánh mà thờ lại Đức Giê-hô-va. các con của Đức Chúa Trời, hãy tôn Đức giê hô vinh hiển, quyền năng xứng đáng cho danh của Ngài. Chúng ta có thể đồng ý với David trong Thi thiên 29 câu 1 đó, nhưng mà câu 2, hãy tôn Đức giê hô vinh hiển quyền năng xứng đáng cho danh Ngài, hãy mặc trang sức thánh mà thờ lại Đức giê hô -va. Trang sức thánh ở đây không phải là một chiếc áo không phải là chiếc áo lệ. Mà đời sống của chúng ta đã tin nhận Chúa. Được Thánh Linh của chức Chúa Trời vận hành. Để Ngài tái sanh và thay đổi đời sống của chúng ta. Trở thành thánh đồ cho Chúa yêu dấu. Trong ngày hôm qua khi tôi được có cơ hội mấy tiếng đồng hồ về thăm lại. Mẹ của tôi ở tại Bến Tre. Tôi đi ngang qua một cái cây cầu gọi là cầu Kinh Điều thuộc về huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre. Mỗi lần tôi đi ngang qua đó thì tôi nhớ ngay cái vị linh mục đó trong lần được phong thánh 117 vị thánh mà tòa tại Vatican phong thánh thì có vị linh mục ở tại nơi đó. Nhưng mà đối với chính quyền thì ông là người không có đáng được phong thánh vì mắc tội với nhân dân nữa. Nhưng mà giáo hội công giáo thì cho biết rằng ông là người được phong thánh trong cái đợt đó Tôi không nhớ Giáng sinh năm mấy Nhưng 117 vị đã có vị đó Thì thưa con cái của Chúa Chúa không phong thánh chúng ta Qua cái trung tâm giáo hội nào hết Nhưng mà Ngài cho chúng ta làm thánh đồ của Ngài Khi chúng ta tin nhận Chúa Từ tội nhân trở thành thánh nhân Mà đây David nói rằng Hãy tôn Đức Sư và Vinh Hiển Quyền năng xứng đáng cho danh Ngài Mặt trang sức thánh mà thờ lại Đức Sư Hồ Phạm khi chúng ta đã bước vào trong nhà của Chúa với một người tin nhận Chúa thật, được tái sanh, được xưng công chính. Thưa con gái của Chúa, chúng ta đã trở thành thánh đồ cho Chúa để có thể cầm bài ca thánh lên mà hát, để cầm quyển kinh thánh lên mà đọc, để vào trong hội thánh của Đức Chúa Trời mà thờ phượng Ngài. Đó là những thực nghiệm tôn cao danh Chúa trong đời sống của chúng ta. Xin nhớ cho rằng sự vinh hiển chỉ đáng thuộc về Chúa mà thôi Nhớ bằng không thì chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời sẽ đón phạt Khi bất luận một ai đó cướp cái sự vinh hiển của chính Ngài Con cái của Chúa có thể xem lời của Đức Chúa Trời Ở trong công cuộc sứ đồ chương 12 câu 20 cho đến câu thứ 23 20 đến 23 và vua Herod căm giận dân thành Tyre và dân thành Sidon, chúng đã được lòng quan hầu của vua Balatus rồi, thì bèn đồng lòng đến cùng vua mà xin hòa vì xứ của họ ở nhờ lương thực trong xứ của vua. Đến kỳ, vua Herod mặc áo chầu ngồi trên ngai truyền phán giữa công chúng, dân chúng kêu lên rằng ấy là tiếng của một vị thần chẳng phải là tiếng của người đâu liền lúc đó có thiên sứ của chúa đánh cho herod bởi có người chẳng nhường sự vinh hiển cho đức chúa trời và vua bị trùng đục mà chết đây là herod antipa đệ nhất tức là bị ký sinh trùng tấn công và đã băng hà hay là đã chết vì cớ đã im lặng để cho dân chúng xem Đây là một vị thần Dầu cho ông là vua là hoàng đế đi chăng nữa Chỉ là con người có hơi thở nơi lỗ mũi mà thôi Chỉ có một đức chúa trời Đấng đáng được tôn vinh chúc tụng mà thôi Vì vậy đó là tâm gương để nhắc nhở chúng ta Mãi đến ngày hôm nay Khi chúng ta đã và đang học loạt bài Tôn cao danh chúa chúa cho trong năm mới này từng con cái của Chúa trở về. Chính cá nhân tôi gia đình tôi cũng vậy. Vậy hỡi anh em, hoặc ăn, hoặc uống, hoặc làm mọi sự chi khác vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm. Tôn cao danh của Chúa qua cách ăn nết ở của chúng ta trong đời sống của mỗi một chúng ta. Xin Chúa dùng lời của Chúa sáng hôm nay để ai nấy trong chúng ta tôn cao danh của Ngài. Biết rằng chúng ta không thể nào thoát khỏi những cái hoàn cảnh giống như David đã từng sống. Có lúc linh hồn của chúng ta cũng phải đối diện với sự khó khăn, bệnh tật, kinh hại. Nhưng xin hãy nhớ cho rằng Chúa và đã đang cầm quyền trên vũ trụ này. Chúa của chúng ta đáng được tôn cao, nức lòng tôn cao như David đã thực hiện như vậy và là một trải nghiệm trong từng cuộc đời của chúng ta xin Chúa cảm động lòng con cái của Chúa vì trong tháng này đề tài này chúng ta còn được nhắc đi nhắc lại để là bài học chung cho mọi chúng ta thực hiện nữa Amen